Hôm nay giới thiệu các bạn một cái con lê cao cấp đến từ Bionia, model là A900. Đây là cái con rất là cao cấp. So với 7800 hai la mã thì con này nó gấp đôi về công suất, về cái giá lúc mà lúc ra mắt, cũng như là về cái linh kiện bên trong, cái độ nặng nó cũng nặng gấp đôi, nhưng mà cái giá của nó chỉ là hơn 5 triệu thôi. 5.900.000. Còn Bionia A900 này công suất 400W cho một cạch 4 ôm rất là khủng nha. Và con này thì rất là nặng, nó nặng đến 22,5 kg. Nếu chúng ta xem các thông số của 7800 hai la mã thì các bạn sẽ biết nó chỉ có 4 sò, nặng khoảng hơn 10 kg thôi. Con này thì 8 sò và nặng đến 22,5 kg. Công suất của con 7800 hai la mã chỉ có 160W, còn con này là đến 400W luôn nha. Quá khủng luôn. Mặt tiền cực kỳ đẹp, chỉnh bát trét đầy đủ, rất là đẹp. Mặt tiền màu bạc nha. Mặt lưng thì nó cũng có hơi cũ nhưng mà cũng rất ok. Điện 100V 400W nha. Bên trong con này thì ruột gan rất là mới luôn. Lát này mình sẽ tháo bên trong cho các bạn xem luôn nha. Giá chỉ có 5.900.000. So với 7800 hai la mã thì con này mọi thứ nó đều lực hơn, hay hơn, mà giá chỉ có 5.900.000 thôi nha. Phía sau lưng còn rất là đẹp. Đây các bạn thấy công suất, xin lỗi nãy mình nói nhầm, công suất ra loa thì 400, đúng là 400 á, nhưng mà công suất tiêu thụ là 350 nha. Công suất ra loa đối loa 4 ohm là 400, đối với loa 8 ohm là 220, đối với loa 8 ohm và 400 đối với loa 4 ohm. Đánh được hai cặp loa, đánh được một cặp thì đánh 4 ohm, nhưng mà đánh hai cặp thì 8 ohm để lên nha. Rồi bây giờ mở bên trong cho các bạn xem luôn. Các cái trạm gắn nhấn đều còn rất là, trạm gắn dây đều còn rất là đẹp. 5.900.000 thôi. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Đừng quên là bên mình vẫn bán USB ổ cứng, chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một USB là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB 2 triệu đồng. Các bạn xem, tăng phô nó cũng nhiều hơn, nhiều gấp đôi, mà cho là một cục tăng phô thì nó vẫn to hơn luôn á. 7800 hay là mã, so với 7800 hay là mã, sò thì nó nhiều hơn. Mỗi bên nó là 4 con xanh đen thì hai bên là 8 con xanh đen nha. 7800 hay là mã chỉ có 4 con thôi. Tụ nó cũng nhiều gấp đôi luôn. Đó. Và tụ nó cũng to hơn. Mà cái giá của nó thì quá hợp lý luôn. Rồi bây giờ mình đóng nắp lại nha. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình. Số điện thoại dưới góc màn hình. Đây bây giờ mình tranh thủ mở cái nội thất của 7800 hay là mã trên mạng cho các bạn xem. Đây con 7800 hay là mã các bạn, hai cái tụ xíu xiu, bốn con sò nhỏ, hai cục tăng phô cũng nhỏ, một cục tăng phô cũng nhỏ. Chúng ta nhìn qua con này kín luôn máy rồi. Rồi bạn nào có nhu cầu hãy sớm gọi cho mình theo số điện thoại dưới góc màn hình. Vội sáng một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sáng, chiều vào thu tiễn em sâu lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày
buồn tay cũng đưa chiều vào tôi, miếng môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chín, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, lão trên cành một chiếc cuối bay xa. Một chiếc